cả mọi người, tôi là Phạm Thị Tâm, giáo viên trường mầm non song ngữ Eberlus Nông Cống. Mọi người có thấy được những hình ảnh vô cùng đáng yêu của cô và trò mầm non song ngữ Eberlus không ạ? Đấy là những gì tôi đã làm được ở ngôi nhà Eberlus thân yêu. Nào, xin mời hãy theo chân tôi đến với Eberlus Nông Cống. Không phải là người nhồi nhét kiến thức, mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn. Đó cũng là câu châm ngôn mà tôi yêu thích nhất và theo tôi suốt 4 năm theo nghiệp giáo viên mầm non. Đến với nghề giáo viên mầm non có lẽ là bởi chữ duyên, gắn bó với nghề bởi hai chữ yêu thương. Mỗi người đều có lý do riêng của mình khi bước chân vào điểm vạch gọi là nghề. Với tôi, điều dễ nhận thấy dù cho bạn có làm nghề gì, công việc gì đều phải xuất phát từ tâm, từ tình yêu nghề. Đặc biệt hơn, đối với giáo viên mầm non, trên hết phải có tình yêu trẻ và có bản lĩnh thật sự. Để làm tốt vai trò của mình, cô giáo mầm non thật sự không dễ dàng gì. Nhưng tôi luôn là niềm tin vào chính mình và tôi biết tôi đã lựa chọn và làm đúng. Cảm ơn nghề đã cho tôi nhiều bài học, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, những yêu thương, trách nhiệm trong công việc. Với tôi, niềm hạnh phúc nhất là được thấy trẻ ăn ngon, ngủ ngon, những nụ cười rạng rỡ, trẻ biết cách cầm bút tô đúng cách, vẽ những con vật ngộ nghĩnh. Cô cười khi biết trẻ hát giòn tan những bài hát chỉ vẹn vẹn 4 câu. Với tôi, thành công không bao giờ có đích đến. Cảm ơn Eberlus đã cho tôi môi trường làm việc chuyên nghiệp, giúp bản thân tôi luôn không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức. Cảm ơn những người đồng nghiệp đã luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau làm việc và phát triển, cho tôi cảm giác Eberlus như ngôi nhà thứ hai của mình. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, xin kính chúc toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cùng toàn thể những thầy cô đang công tác trong ngành giáo dục thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các học trò thân yêu. Cảm ơn Eberlus đã mài rùa nên một người giáo viên tận tâm, nhiệt tình, nhiệt huyết như tôi ngày hôm nay.